Yeah. Zout. Yeah. Yeah, I know. Zout. What? Zout. Zout. Hey. Chào cô. Ưu tú của trường giàu xin anh có ý tưởng mà hay có cái phù gì đến các chị em nhân ngày 8/3. Vâng, thưa các chị em, nhân ngày 4/3 là ngày bầu cử của Nga, em có lời đến ngày 8/3 chúc chị em luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn luôn yêu quý hai anh em. Anh Thắng, một trong những anh già cả của trường. Không, anh đẹp trai. Nhân ngày 8/3 thì chúc chị em trường mình cũng như là chúc chị em trường mình nói chung và người yêu mình nói riêng thì ngày 8/3 thật là vui vẻ. Chúc các chị em ai cũng như là một bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng mà tất cả tinh thần của anh em là vì chị em. Mong chị em có ngày 8/3 thật vui vẻ, luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp. Xin cảm ơn. Xin bạn cho biết là cảm nghĩ của bạn và những suy nghĩ của bạn và những điều bạn mong muốn trước ngày 8/3. Nói chung 8/3 thì cũng không có gì nhiều, chỉ có chúc chị em trong trường và chúc con mèo nhà mình nói riêng ngày càng xinh đẹp. Chị em nào còn đang single thì nhanh chóng có cặp có đôi. Đấy, nhanh thế thôi. Bạn Trung Hiếu, bạn có muốn gửi lời hỏi thăm riêng biệt gì đến một chị em là trường giàu ngoài con mèo của bạn không? Có, cho em gửi lời hỏi thăm đến chị dâu của em, tức là vợ anh Tùng. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, ngày càng mạnh khỏe. Bí thư, người có quyền, có chức, có nhưng mà không có tiền. Người có quyền, có chức, có tiền có, trong năm có thôi. Đấy, xin ngày 8/3 anh em trường giàu sẽ cố gắng làm một sự bất ngờ lớn cho chị em. Chị em hãy yên tâm, hãy đợi đấy. Mời bạn cho biết những cái suy nghĩ của bạn và những cái điều nhắn nhủ và những cái lời mong muốn của bạn, không chỉ là lời chúc mà là tất cả những cái bạn mong muốn với các chị em trường giàu thể hiện. Đây là cơ hội duy nhất cho bạn. Em chỉ một điều thầm kín muốn nói với chị em trường giàu là em yêu chị em trường giàu nhất. Yes. Chào anh chị trường giàu xinh đẹp. Bây giờ nó ăn thật giỏi nè, để anh em được nhờ này ăn mặn nhiều quá. Rồi bạn Nhã, bạn Nhã có thì nhân dịp 8/3 thì mình xin chúc chị em trường giàu mà xinh đẹp, chạy chúc và thứ nhất là đạt được những cái gì mục tiêu mình đặt ra trong năm tới. Thứ nhất là học hành, hai là cái tình cảm, ba là cái gì đó các bạn tự đặt ra thì em là 8/3 vẻ. Với chúc chị em trường giàu thì có một người vợ mình tên là Trang, thì mình hơi nhận được riêng là chúc em năm sau ngày 8/3 thật là vui vẻ hạnh phúc và luôn là luôn luôn là trẻ trung đó. Thì con các chị em con dâu thì tất nhiên mình vai trò anh cả, còn là anh cả lớn đi thôi. Chị em có cái những cái khúc mắc gì với em như thế nào đó thì mình sẵn sàng là mình sẽ giúp đỡ, hoặc là tư vấn, hoặc là dẫn dắt, là chúng mọi cái gì mà các chị em cần thì mình sẽ giúp đó. Nhưng mà trong giới hạn có thể của anh có được đó. Lạnh quá. Mời bạn bạn đại diện cho công đi bay đông nam, đi bay đông nam báo luôn rồi. cho mình xin gửi lời chúc đến toàn bộ chị em trường giàu, chúc chị em trường giàu 8/3 hạnh phúc vui vẻ và sẽ luôn luôn là một nửa trong trái tim của những anh em trường giàu. Bạn có cơn lời hứa gì với chị em trường giàu trong ngày 8/3? Đại diện cho con trai một nửa thế giới là em xin hứa là sẽ trở nên đẹp trai hơn. Xin chúc đến các chị em trường giàu có một ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc và chúc các bạn nữ ngày càng xinh đẹp. Thế 8/3 Trung có dự định làm chuyện gì cho các chị em trường giàu không? Dạ, em sẽ tham gia một sự kiện bất ngờ do các anh em trường giàu tổ chức. Chị em hãy chờ đợi một bất ngờ lớn từ anh em. Virus tình yêu Hoàng xin có ý kiến là đây là mày cần phải làm điều gì đó. Thôi được, không để cho Hoàng làm tự nhiên nào. Em hứa với các chị là em sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho các chị đúng không? Dạ không, em không sẽ cố gắng là được một cái điều gì đấy là một cái điều gì đấy cho các chị. Thế nên các chị có mong muốn Xuân Hải. Ôi, chào bạn Xuân Hải. 8/3 thì cũng xin chúc các chị, các bạn, các gái và các em gái của trường giàu là
sang 8 tháng 3 luôn luôn vui vẻ. Không những ngày 8 tháng 3 mà tất cả những ngày trong năm và mọi năm đều là được. À, mọi điều đều như thế bây giờ nhá, giả sử Vinh ơi! Vinh đâu rồi? Tú đâu rồi? Vinh ơi, Vinh chuẩn bị hoa quà chưa để tối nay tặng các chị em nào? Vinh là có lời nhắn nhủ gì với các chị em trong trường không? Nhân ngày 8 tháng 3 em chúc các chị trường Dầu luôn vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe. Đấy à? Ngày 8 tháng 3 mình xin chúc chị em trường Dầu ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh và học ngày càng tiến bộ. Nhân tư cách là một phi công, cựu phi công trường Dầu và phi công của Nam thì em xin nhắn chị em 8 tháng 3 mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Và chị em nào có người yêu thì sẽ hạnh phúc cho ngày đó, và chị em nào chưa có người yêu thì sẽ có người yêu đi. Vũ nào, nhân dịp là một thanh niên đã xuất chuồng và bây giờ đã là có người yêu rồi, là một trong những thanh niên mới nhưng mà ưu tú nhất của trường Dầu, em có lời chúc gì đến các chị em trường mình không? Dạ, ngày 8 tháng 3 thì em chúc các chị em, chúc các chị mạnh khỏe, hạnh phúc và hạnh phúc bên người mình yêu tốt hơn. À thế à? Dạ. Cây anh đào đẹp nhất của trường. À, thế Tú, mùng 8 tháng 3 có lời chúc gì đến chị em trường Dầu không? Chúc chị em càng ngày càng xinh như bây giờ. Thế... và nói chung là đạt được mọi điều mong muốn trong cuộc sống. À thế à? Thế anh Việt có lời chúc gì với chị em nhân ngày 8 tháng 3 không? Chẳng có gì nữa, thời điểm thay tài quan là chúc chị em luôn vui vẻ, hạnh phúc và khá đẹp ấy chứ. Tôi chúc các chị em luôn luôn là xinh đẹp này, học giỏi này, thành công trong cuộc sống, thành công trong tình yêu và luôn luôn có được sự bù đắp từ các anh em trường Dầu. Nếu như có cái gì đó của anh em trường Dầu mà làm cho các chị em chưa vui thì các chị anh em trường Dầu sẵn sàng luôn luôn là cố gắng, luôn luôn xứng đáng là người đàn ông của trường Dầu, luôn xứng đáng với sự tin tưởng và là chỗ dựa cho các chị em. Hôm nay ngày rằm tháng tốt, ngày mai là ngày 8 tháng 3. Trước hết là gửi lời chúc mừng đến chị em trên toàn thế giới, sau nữa là gửi lời chúc mừng đến chị em trường ta luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Chị em trường Dầu rất xinh đẹp, rất là tuyệt vời, ai cũng giỏi, ai cũng khéo và ai cũng là đối tượng quyến rũ của cả Moscow. Nhưng anh mong rằng các bạn không chỉ là đối tượng quyến rũ của cả Moscow mà đối tượng quyến rũ của cả Việt Nam và của cả thế giới. Chúc các bạn thành công, năm tới sẽ nhiều người yêu mến các bạn hơn. Xin chào. Tình yêu ta thật là xanh mượt, nắm tay em đi trên bầu trời bao la, em hỏi rằng có yêu em không, anh trả lời.